Chào các em, vừa qua chúng ta đã luyện giải một số đề thi đại học, cao đẳng đại học là gồm có 11 cái bộ đề thi mà chúng ta là chỉ tự. Tiếp theo đó, thầy đã giải những cái bộ đề thi đại học của năm 2010 và 2011. Chúng ta là giải đề của đề khối A năm 2010 và hai cái đề của khối AB, hai đề đại học khối AB năm 2011. Và hôm nay chúng là ta tiếp tục giải cái đề cuối cùng, đó là mã đề 812 đề thi cao đẳng vào năm 2011 và đề chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì phần chung cho tất cả thí sinh gồm có tất cả là 40 câu, từ câu 1 đến câu 40. Thì câu 1: cho các chất sacrose, glucose, fructose, ethyl formate, acid formic và anhydride acetate. Quay về đây. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phụng trang bạc, các em nhớ vậy, là phải có gì? Có nhóm chất anhít này nè. Vừa có khả năng phản ứng với sự khai đằng ở điều kiện thường, tức là phải có, phải thuộc loại đa chất, có hai nhóm mô hạt ở gần nhau đó. Thì có tất cả mấy chất tôi vừa thấy đó, đó là gì? Sacro không có, glyco là được một chất, fructose là không, ethyl formiate cũng không. Như vậy thứ nhất là glyco, tiếp theo là gì? Acid formic, tác dụng con trắng gương và tác dụng với đồng hydroxit với dạng của phản ứng trung hòa tạo ra muối đồng hai formiate. Và thứ ba là gì? Anhydride acetate. Anhydride acetate. Vậy có tất cả mấy chất? Người ta có tất cả một chất, hai chất, ba chất. Cho nên ta chọn đáp án. Đáp án gì? Đáp án là A. Đáp án là A. Câu số 2: cho mờ gam hỗn hợp X gồm phenol và ethanol, phần hoàn toàn với natri dư thu được 2 phép mol khí ro ở điều tiêu chuẩn. Mặt khác, để phần hoàn toàn với mờ gam X cần 100 ml dung dịch NH1M thì giá trị của M là bao nhiêu? M gam bao nhiêu? Thì lúc đầu là M gam tác dụng natri, thì cả phenol và ethanol đều phản ứng, hai chất đều có một hydro trên đồng của nhóm H, cho nên số mol hỗn hợp là bằng số mol H trên đồng bị natri thay thế. Thì số H là bao nhiêu mol? Thì mol H cũng phải mol H2 mol từ đó, thì ta phải lấy 2/4 chia 11/2, như vậy là có mấy? Có 0,2 mol hỗn hợp đó. Số mol hỗn hợp bằng số mol H bay ra bằng 0,2 mol. Nhưng khi tác dụng mờ gam đó mà tác dụng gì? Tác dụng với NaOH thì chỉ có phenol, nhóm hoặc phenol có phản ứng tính axit, còn OH của ethanol thì không có phản ứng. Cho nên khi hỗn hợp đó, 0,2 mol hỗn hợp đó tác dụng với gì? 100 lít dung dịch NaOH, tức là 0,1 mol NaOH. Như vậy chỉ có 0,1 mol là phenol phản ứng thôi. Như vậy hỗn hợp gồm 0,1 mol phenol và 0,1 mol còn lại là gì? 0,2 trừ 0,1, 0,1 mol là ethanol. Có 1 mol phenol phản ứng vừa đủ với 0,1 mol chút. Vậy hỗn hợp gồm có 0,1 mol ethanol
một nhân 46 thì tôi 46 với không một mol phenol, với một nhân 94 là bằng 14 gram. Ta chọn đáp án gì? Ta chọn đáp án là B. Bây giờ câu thứ ba, lên men dung dịch chứa 300 gram glucose được chuyển 2 gram ancol ethylic, hiệu suất của quá trình lên men tạo thành ancol ethylic là bao nhiêu? Là 60%, là 40%, là 80%, là 100%. Thế hết chúng ta biết phương trình vận lên men glucose để tạo thành ethanol và CO2 bay ra. Vấn đề rồi. Thì đây khối lượng, mình tính phần trăm theo khối lượng của cho khối lượng. Mình tính theo khối lượng như vậy, đây là xe tạo 12O là 180, đây 2 lần 46 là 92 gram. Đó. Như vậy 180 gram glucose lên men hoàn toàn thì tạo ra 92 gram ethanol. Như vậy thì nếu 300 gram mà lên men hoàn toàn với hiệu suất 100% thì tạo được mấy m gram ethanol. Cái m này, m là lý thuyết đó, đã lên men hoàn toàn m gram. Thì chúng ta thấy m mấy, m chỉ là bằng 300 nhân 92 chia 180. M đây, m là mấy, là bằng m, mình phải rõ ràng bằng mấy, là 300 nhân 92 chia cho mấy, chia 180 là m. Nhưng ta chỉ thu được mấy gam, 92 gram, họ cho là thu được 92 gram thôi. Như vậy sản phẩm thu được thực tế là 92 gram. Như vậy ta lấy 92 chia như cái này, chia cái m này, đây 92 chia m đây, đó, chia cái m là chia 92 nhân 300 chia 180 nhân 180 đây đây, nhân 100 tức là 60%. Ta chọn đáp án là gì? Vậy đáp án là A. Câu 4, hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol sắt và 0,2 mol F2O3 vào dung dịch axit loãng như thu được 2,1 mol khí ở điểm chuẩn và dung dịch Y, cho lượng dư dung dịch H vào dung dịch Y sau khi phẫn sẽ hoàn toàn thu được m gam cái túa, thì giá trị nhỏ nhất của m là bao nhiêu? Là mấy? Nhỏ nhất của m là 54, là 59,1, là 60,8, là 57,4. Giá trị nhất đây của m là m gam đó, đó. Thì trong khoảng 2 môn F2O3 có 0,4 môn riêng này, trong 0,2 môn F2O3 đó, thì phải có 0,4 môn sắc 3, cho nên khi hòa tan vào axit sulfuric loãng không oxy hóa được, phản trung hòa thôi, thì nó sẽ sinh ra 0,4 môn sắc 3 cái đã. Đó. Và riêng sắc tác khư H cộng để phản xuất hữu thì ra Fe2 cộng không có bay lên, và số môn rôm tính nhầm cũng ra được thôi. Thôi bao nhiêu? Là 2,24 chia 22/4 là 0,1 mol, đây 0,1 mol, đây 0,2, đây 0,1 mol. Như vậy ta có được 0,1 mol sắt, có 0,1 mol sắt. Bây giờ thì chúng ta vào và sắt còn khư gì nữa? Có 0,2 mol sắt, mà đấy mới phần tạo ra là khư H cộng mới, không một mol sắt thôi. Như vậy còn là mấy? 0,1 đấy, 0,2 cảm quan, 0,2 sắc đấy. Mới sắc hư H cộng chỉ tố có 1 môn bằng số hydro này, còn lại có 1 môn thì sắc sẽ khử sắc 3 thành sắc 2. Đó, theo phần này đó, thì số môn sắc đây là 0,1, thì số môn đây là 0,2 môn sắc 3, thì ra 0,3 môn đó. 1,2,3 đây, 1,2,3,3 môn sắc 2. Như vậy sau các phần
ốc chúa khư trong dụ y có mấy môn sắc hai, đây là không mấy ba, đây là không một nữa là mấy, không bốn môn sắc hai nào. Và số môn sắc ba còn lại, sắc ba là không mấy bốn, nhưng bị sắc khư hết không mấy hai rồi, không mấy bốn khư hết không mấy hai trừ hai, còn lại không mấy hai môn sắc ba. Thì ta suy ra khi ta dùng cái nạp như thì ta chỉ thu được mấy, không có bốn môn sắc hai hay không xít, không bốn môn sắc hai sinh ra, không bốn môn sắc hai hay không xít, và mấy môn sắc ba, không hai môn sắc ba thì sinh ra không hai môn sắc ba hay không xít. Vậy thì khối lượng M ban đầu là bao nhiêu, khối lượng M là bao nhiêu, thu được M nhỏ nhất của M là bao nhiêu, tức là giá trị khí oxit là bao nhiêu, là M bằng mấy, 0,4 là số môn sắc 2, khí oxit sắc là 90, 0,2 môn là số môn sắc 3 oxit, khối lượng môn sắc 3 oxit là 107 là bằng 57 của ống gặp. Ta chọn là bằng gì, đáp án là D. Câu 5, cho các polymer, thứ nhất là polyethylene, polymethylmethacrylate ester thuộc loại. Còn polymer có nhóm chức ester đó, có những kiện ester. Polybutadiene không có những ester. Polystyrene không có luôn. Polyvinyl acetate có nhóm chức ester. Tơ 56 có liên kết peptide. Còn thế này, trong các polymer trên, các polymer có thể bị thủy phân trong dịch kiềm hay axit. Anh kiềm cũng như đã xin thanh kiềm là bao nhiêu, những polymer nào thầy phải nói trong đó hệ có liên kết gì, liên kết ete hay liên kết peptide, thì cái nào ete là methylat là một đó, ra là gì polyvinylat là hai đó, thứ ba là gì có liên kết peptide là gì, tơ đi lâm số sáu là ba, tức là 2, 5, 6 ta chọn cái 2, 5, 6 này. Vậy đáp án là gì đây, đáp án là đi đó.